Quý vị biết không, quý vị mấy bác lên hôn Mạnh Quỳnh như thầy, Mạnh Quỳnh mới nhớ đêm hôm qua Mạnh Quỳnh hát trên An Nhiên quận 12 đó quý vị, đúng không, quận 12. Thì sau khi quý vị lên sân khấu, show xong, quý vị tràn lên sân khấu để chụp hình, thì Mạnh Quỳnh mới nhờ mấy anh mà bảo vệ nói là, mấy anh bảo vệ không cho ai chụp hết, nhưng mà Mạnh Quỳnh nói thôi, quý vị đã lặn lội từ xa đến, thì Mạnh Quỳnh phải ráng, mệt lắm, nhưng mà Mạnh Quỳnh ráng đứng trên sân khấu để cho từng đợt người lên chụp hình. Thì sau khi khoảng gần hơn nửa tiếng, 45 phút Mạnh Quỳnh mới chụp hình xong, thì vừa bước vô trong phòng thay đồ để lấy đồ đi ra về, thì vừa bước vô có một bác đứng sẵn ngay cái cửa luôn, ôm Mạnh Quỳnh cái, Mạnh Quỳnh nè, bóp bóp, quất hai cái vô mặt luôn. Tuyết Dung là người chứng kiến. Chú phải không con? Đúng rồi. Mà nựng mà vậy đó, quýnh hai cái mà đau lắm quý vị. Giống còn hơn cái Phi Nhung quýnh hồi xưa nữa. Mà vậy là mà nựng á, này Mạnh Quỳnh bóp bóp. Trời ơi. thì đó, có thể cái hai cái tát tay đó là bữa nay bù lại quá trời nụ hôn luôn. Thì đi hát bao nhiêu năm nay thì quý vị biết là Mạnh Quỳnh vui buồn có rất là nhiều kỷ niệm. Thì rồi cái này thôi, bây giờ như vậy đi, Mạnh Quỳnh hát một bài nữa, sau đó Mạnh Quỳnh sẽ ca một vài bài nhạc tươi tươi chút xíu để cho các bạn ra khiêu vũ dance, rồi cho nó thay đổi không khí chút xíu. Quý vị biết là mấy đứa con từ đầu đua hát nhạc buồn quá rồi, thì Mạnh Quỳnh nói thôi bữa nay thì để cho chú hát cuối, chú làm cho nó sôi động lên chút xíu. Ok, thì bây giờ Mạnh Quỳnh gửi một bài hát nữa của nhạc sĩ Lâm Phương. Mà lần trước Mạnh Quỳnh về đây làm năm rồi, Mạnh Quỳnh về đây làm một cái live show với chủ đề Lâm Phương với Phi Nhung, Mạnh Quỳnh lần trước. Thì có một bài hát Mạnh Quỳnh rất là thích mà đợt trước hình như mình chưa có hát kịp. Một bài hát mà Mạnh Quỳnh đã yêu thích trao bao nhiêu năm qua. Ủa trời. Gì đây? Trước tiên là xin mến chào tất cả các fan ái mộ của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Như Quỳnh đến đây để được cảm ơn Mạnh Quỳnh đã thay mặt cho Phi Nhung đã đến hồi nãy ở bên nơi Quỳnh diễn ở Trống Đồng. Và khi mà cũng may là đã xong hết tất cả, như Quỳnh muốn tới đây để cảm ơn Mạnh Quỳnh, cũng giống như là xin cảm ơn tất cả các bạn đã thương yêu Mạnh Quỳnh, Phi Nhung trong những cái thời gian vừa qua. Đương nhiên là Quỳnh không có quen được nói màu mè cho lắm, chỉ được gửi lời cảm ơn hết tất cả và cảm ơn Mạnh Quỳnh nhiều và không có làm mất thời gian của bạn. Mình chỉ đến cảm ơn bạn mà thôi, cảm ơn những lời chúc. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ tiếp tục những cái phần trình diễn, nếu được thì Như sẽ ngồi dưới Như xem Quỳnh hát ha. Đâu okay. Có dễ vậy, đâu có dễ. Đâu có dễ. Ê, 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 đâu, 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 đâu. Như. Cái gì ra đây? Đâu có dễ. Quý vị biết là hồi nãy á Như Quỳnh Như. Ok. Hồi nãy là trước khi Mạnh Quỳnh đến đây thì cái show bên bên Trống Đồng thì có Như Quỳnh hát, Mạnh Quỳnh biết là Như Quỳnh hát sớm, chương trình 7 giờ 7 rưỡi hát rồi. Và Mạnh Quỳnh đã âm thầm và đến biết là bạn hát, cho nên Mạnh Quỳnh đã âm thầm thay đồ make up thật là sớm để chạy quên đó làm bất ngờ cho Như. Nhưng mà không ngờ, cái này cũng bất ngờ hơn nữa, là Như lại đến đây. Hoàn toàn không có sắp xếp gì hết. Tôi thì bây giờ hồi nãy mà áo đen và mặc áo trắng. Đẹp ha. Trước hết thì một lần nữa, Mạnh Quỳnh cũng xin thay mặt được mạng phép, thay mặt quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Xin gửi lời chia buồn đến Như về sự mất mát của mình. Thì mọi thứ sẽ cố gắng bỏ qua. Thì mong rằng chúng ta sẽ sống vì tương lai của những người còn lại. Okay. Cảm ơn quý vị rất và nhiều. Vì fan của mình đúng không? Đúng rồi, vì khán giả thân yêu. Thôi bây giờ vậy nè. Cảm ơn các con. Thank you. Okay. Thuộc bài phút cuối không? Ok. Bài hát này phải thì... Phải xin phép Nhung trước thôi. Không chết thiệt. Không sao, ngày xưa là Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Như Quỳnh thân lắm quý vị ơi. Đi hát chung với nhau là giỡn banh cái sân khấu luôn. Cho nên thì hỗ trợ qua lại thì anh em mình không có gì đâu. Bạn bè mà, đâu có gì đâu. Như Quỳnh là em Như mà. Em Như mà em luôn có chị Nhung. Nhưng mà bà đã là trường trang lứa thì coi nhau như bạn thôi. Thì bây giờ như vậy nè, Mạnh Quỳnh biết Như rất là mệt,
Nhưng mà đã đến đây rồi thì cho dù mình ấy cũng ráng nhát nửa bài cũng được, một câu cũng được, cho khán thính giả đây là chiêm ngưỡng dung nhan của người đẹp như Quỳnh. Quý vị, bây giờ bài hát này ngày xưa thì quý vị nhớ trong Music Box 42 thì Mạnh Quỳnh với Phi Nhung hát bài này quý vị rất là yêu thích. Thì bây giờ em xin mượn chị Như Quỳnh và giúp em hát một đoạn để chúng ta cùng nhau gợi lại hình ảnh của người bạn diễn rất là dễ thương của chúng ta đã ra đi. Quý vị, nhạc phẩm phút cuối, quý vị cùng lắng nghe sau đây, Mì Thứ nha. Cảm ơn mọi người. Trưởng, em xin lỗi, trưởng, dạ. Mì. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về nơi cuối trời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đôi lông lâu chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ, những mây bao giờ mời bước gần nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Như Quỳnh. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn các con và nhường sân khấu lại cho tất cả. Và Như Quỳnh xin tạm biệt và hy vọng sẽ còn có dịp sẽ gặp lại tất cả mọi người nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Như Quỳnh rất nhiều. Cẩn thận nha. Okay. Yeah.